cơ hội đang mở ra cho tất cả những người có tài để nắm bắt được cơ hội đấy. Đó là cách thức như thế nào để các bạn tân sinh viên có thể làm được điều đó? Thì tại Thành phố Hồ Chí Minh có một dự án với cách thức tiếp cận, tức là đưa sinh viên vào các công ty để vừa làm việc vừa đào tạo. Tại đây thì những sinh viên này có 1 năm học chuyên sâu và 5 năm làm việc thực tế. Chúng tôi đang nói đến dự án Hạt Giống Lãnh Đạo. Là sinh viên năm cuối đang chuẩn bị cho kỳ thực tập tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, em Minh đã tham gia thi tuyển để được tham gia dự án Hạt Giống Lãnh Đạo IPL. Kết quả, em là một trong số rất ít sinh viên trúng tuyển. Trong chương trình IPL thì có một cái triết lý đó là học mà không hành thì chưa học gì cả. Dạ, thì em rất là thích cái triết lý và cái tư tưởng đó. Còn đối với cá nhân em thì khi mà học xong chương trình IPL thì em tin chắc là mình cũng sẽ có nhiều cái dự định cho mình cũng như là nhiều cái bước tiến cho mình. Mà nếu như không học thì em sẽ không dám bước vào. Một hội đồng tuyển sinh do các chuyên gia và doanh nghiệp tuyển chọn trong suốt 8 tháng, gần 30 bạn trẻ được chọn sẽ trải qua 1 năm học tập với các doanh nhân và giảng viên đại học, sau đó sẽ là 5 năm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp. Một cái tin rất là vui, một cái điểm rất là sáng cho cái nền giáo dục nói riêng và cho cái sự phát triển của đất nước chúng ta nói chung trong tương lai. Bởi vì là các bạn thứ nhất là tự tin hơn khi mà bước ra đời và thứ hai nữa là các bạn có cái nguồn lực về mặt cả vật chất lẫn tinh thần. Và tôi nghĩ là cái chương trình lãnh đạo trẻ này hồi tụ cả hai yếu tố đó. Dự án Hạt Giống Lãnh Đạo IPL do hơn 30 doanh nhân và tri thức có uy tín trong xã hội sáng lập. Đây không chỉ là dự án giáo dục mà còn là dự án văn hóa, vì nó lan tỏa tinh thần và giá trị đến với giới trẻ. Đó chính là thực học. Chúng tôi muốn xây dựng một cái chương trình đào tạo mà nó để cho các bạn tiếp cận một cái tinh thần giáo dục khai phóng. Chúng ta phải ưu tú, xuất sắc trong một công việc, một cái nghề nghiệp nào đó mà mình làm. Và trong cuộc đời của mình có thể mình đổi nghề, đổi việc rất là nhiều lần. Nhưng mà bất luận là mình làm việc gì, nghề gì thì phải theo đuổi sự ưu tú trong mọi việc mà mình làm. Trong danh sách do tạp chí Forbes bình chọn, những người thành công trước tuổi 30 của Việt Nam thì có 2 người từng nhận học bổng của dự án. Tuy nhiên ý nghĩa của dự án còn hướng đến việc giúp thế hệ trẻ hướng đến giá trị sống, không chỉ cố gắng trở thành người thành công mà phải hướng đến trở thành những người thực sự có giá trị.